Lê Minh mến chào các cô dì, chú bác, chào các anh chị, chào các bạn. Minh chào cả nhà đã quay trở lại với đường like của Lê Minh Vlog, kênh kết nối yêu thương. Thì cả nhà ơi, hôm nay vợ chồng Minh cũng mua một ít sam nữa các bạn, để mình gọi là phóng sanh. Nhưng mình nhờ Nico ở chùa Cô Ni Viện để làm phước và cầu duyên để phóng sanh giúp cho vợ chồng Minh. Thì cũng có nhiều bạn không biết, đây là các bạn biết đây là con sam đấy các bạn. Thì Vũng Tàu mình đấy các bạn, là nước biển nhiều nên mình mua sam để mình phóng sanh ở ngoài biển đấy các bạn. Thì cũng như cái tục lệ của người Việt Nam mình từ xưa đến giờ, thì vợ chồng mình cũng mua một ít sam để nhờ Nico để phóng sinh, để sớm cho má mình được siêu thoát đấy các bạn. Thì các bạn cũng thông cảm, tại má mình cũng mới mất được ngoài 49 ngày thôi các bạn ạ. Cho nên mình cũng mua ít sam này để nhờ Nico để phóng sanh, để sớm cho má mình được siêu thoát về cửa Phật nữa các bạn. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng cầu nguyện với vợ chồng Minh, với Nico, những cái thủ tục của Nico đọc kinh trước khi phóng sanh nha các bạn. Thì mời các bạn hãy chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe nói những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần cực lắm nên nhiều đời truyền đắm phân mê với tâm trạng biết tu trì gây đau đau khổ lời thề mang thân sống đỏ đầy chắc càng đau khổ năng tự tình có đỡ được đâu. Dù là đây trước lần sau lấy câu tin bắn mất câu thả bồi các cạn bắt cùng hung hơi đập lúc đó dù kêu khóc ai thương còn còn phản phất nấu răng xong rồi muôn phần chết nên ngươi cầm chắc may sau nhờ có thí chủ là con gái của bà Phạm Thị Hai, sinh năm 1936, từ trần ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, hưởng thọ 82 tuổi, hưởng thọ 86 tuổi. Nhờ công đức của chị Hương và chú Minh đã mua cúng dường tiền cho chùa để mua chuộc quý vị về đây để phóng sanh. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an hầu cầu siêu cho cụ bà Phạm Thị Hai, sinh năm 1936, từ trần ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, hưởng thọ 86 tuổi, được sanh về cõi lành, có những nghiệp chướng đều tiêu trừ, tội nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng thất gia tội nghiệp phát khởi bồ đề tâm tin sâu nguyện thứ niệm danh hiệu A Di Đà Phật để sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên quý vị làm sam, chúng tôi làm người. Tuy nhiên nếu quý vị biết quay về nương tựa Phật pháp tăng quy tam bảo phát bồ đề tâm thì quý vị cũng sẽ được thoát thân sam để trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm bạn chung với Bồ Tát. Chúng sanh xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô tỷ tham sân si từ thân niệm ý phát sinh ra. Tất cả chúng sanh xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Chúng sanh xin quy Phật, chúng sanh xin quy Pháp, chúng sanh xin quy Tăng, chúng sanh xin quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh xin quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh xin quy Tăng không đọa bằng sanh, chúng sanh xin quy Phật rồi, chúng sanh xin quy Pháp rồi, chúng sanh xin quy Tăng rồi, chúng sanh xin quy Phật, chúng sanh xin quy Pháp, chúng sanh xin quy Tăng, chúng sanh xin quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh xin quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh xin quy Tăng không đọa bằng sanh, chúng sanh xin quy Phật rồi, chúng sanh xin quy Pháp rồi, chúng sanh xin quy Pháp rồi. Chúng sanh đã tạo ba nghiệp đều do vô tỷ tham sân si từ thân niệm chúng phát sinh ra, hết thảy chúng sanh xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, chúng con cùng tất cả chúng sanh cùng Phật tử Phạm Thị Hai, sinh năm 1936, từ trần ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, họ 86 tuổi, phát nguyện bảo sanh, cứu sinh giúp từ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu hướng công đức phóng sanh này cầu nguyện cho bà Phạm Thị Hai được tiêu nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, trong sạch không còn tham sân si ràng buộc. Bạn trở về với cảnh giới Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc.
hồi hướng công đức cho toàn thể gia quyến được tai qua nạn khỏi Phật bệnh tiêu trừ mạng căn tăng trưởng bồ đề tâm kiên cố. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng tôi thả quý vị về sống nước tự do. Chúng tôi biết rằng thả quý vị về sống nước tự do, quý vị cũng vẫn có thể bị bắt lại, nhưng nếu quý vị không bị bắt lại thì quý vị cũng sẽ sống trong vòng sanh sanh tử 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 sanh sanh. Vì vậy nhân cơ hội này quý vị hãy buông bỏ tất cả những tham sân si để nghe chúng tôi niệm Phật và niệm theo để chúng ta được an lành về với Phật Ta Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng hơi dài nên mình cũng gửi lời cảm ơn tới cả nhà, một lời chào thân thương nhất để cho mình xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã luôn đồng hành cùng với vợ chồng mình. Thì nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký nhé. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha các bạn.